Hey, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Review Du lịch 4.0. Và ngày hôm nay thì các bạn hãy theo chân Phúc Anh để khám phá một cái tour lặn ngắm san hô này nhé. Điểm đầu tiên thì các bạn sẽ được đón tại Resort Biển Đông, một cái resort rất là đẹp. Sẽ cùng khám phá tour Sơn Trà ngày hôm nay. Vâng, mình đã đến điểm để lặn ngắm san hô rồi và bây giờ mình sẽ chuẩn bị để đi xuống bên dưới. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Review Du lịch 4.0. Ngày hôm nay tôi với cả anh Đức lại xuống lặn đáy biển Sơn Trà. Các bạn hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay nhá. Xin chào tất cả các bạn. Vâng, đây là những thiết bị mà chúng tôi sẽ được trang bị này. Phải trang bị cả chì để lặn xuống sâu này. Bây giờ sẽ dùng một chiếc camera hành trình để lặn quay cho nó rõ. Các anh hướng dẫn rất là nhiệt tình và các anh đang hướng dẫn mình những thao tác để khi xuống lặn ngắm san hô không bị luống cuống. Vâng, và đây là những cái động tác khi mà các bạn xuống lặn ngắm san hô. Đây là động tác là ok, các bạn rất là được, và khi gặp cố thì hãy vẫy tay. Và các bạn muốn lên thì hãy trỏ ngón tay lên trên nhé. Vâng, và anh Đức là người sẽ mặc cái chiếc áo phao và chiếc bình đầu tiên. Các anh hướng dẫn rất là nhiệt tình mà cứ tận hưởng, vì đã có những người lặn rất là chuyên nghiệp rồi, họ thậm chí họ không cần mình khí. Bây giờ là đến lượt mình. Cứ tận hưởng thôi. Trình đã hoàn thành và bây giờ mình sẽ rồi hãy cùng theo chân Phúc Anh ngắm biển đại dương Sơn Trà nào. Đây là anh Đức, là người anh đồng hành với mình ngày hôm nay. Ở dưới đây có rất là nhiều những mảng san hô sống, các bạn sờ vào rất là mềm. Và ở đây các bạn có thể thấy san hô rất đang sống này. Nước sẽ không trong như mọi hôm bởi vì nắng đã tắt mà mình đã khó chịu và mình đã có dấu hiệu là cần lên trên vì rất là ngột thở. Mình không thở quen với nước nên các bạn mà không ok thì các bạn hãy cứ đề nghị được lên trên để thở ít không khí trong lành. Đây là dấu hiệu đi tiếp. Nhìn thế này thôi nhưng san hô rất là mềm các bạn ạ. Đó là san hô sống. Các anh lặn hỗ trợ rất là giỏi.
không cần bình. Ở đây thì chúng mình sẽ thấy rất là nhiều như sao biển và những cái sinh vật biển khác, cũng như là cá tung tăng bơi lội. Đây là một con cua thì phải. Và các bạn lại trả về tự nhiên nhé. Vâng, và đây là một con san hô riêng lẻ, hình như thế. Nhưng các bạn đừng mang về bất cứ một thứ gì ở dưới đáy đại dương nhá. Và bây giờ mình không chịu nổi nữa rồi, phải lên trên thôi. Nói thực sự ra thì mình cũng muốn lặn rất là lâu, tuy nhiên là xuống dưới áp của nước thì mình không thể chịu nổi, và mình chỉ chịu nổi khoảng 25 phút thôi. Cảm giác rất là quê các bạn ạ. Lần đầu tiên được xuống cái đáy đại dương để ngắm san hô, rất nhiều đàn cá ở đó. Tuy nhiên là nó mình thử chưa quen nên là hơi bị ù tai mà hơi bị chóng mặt. Cà phê luôn, chất lượng. Thấy nào anh? Cảm giác của anh thật là thú vị, rất thích chia, thích thú. San hô dưới biển rất chia đẹp. Em du lết rồi anh người. Anh còn muốn đi nữa cơ. Hết oxy rồi. Vâng, ngày hôm nay đó là một ngày rất là tuyệt vời. Tôi vừa trải nghiệm được cái tour đi cano này, tour xuống nước này và lặn ngắm san hô ở bằng bình giữ khí, bình oxy, lặn sâu dưới đáy ở Sơn Trà và thấy những cái mảng san hô, nó san hô sống cơ bản rất là mềm. Quan trọng là một cái tour này rất là tuyệt vời và đặc biệt, và các bạn nên thử một lần đến Sơn Trà nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nhớ like và subscribe kênh YouTube, ấn vào chuông để có những video mới nhất và cực kỳ thú vị nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chào và hẹn gặp lại. Right here.